Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Em Anh Hay Đầu Thế Giới, giọng độc lãm, tập 39. Dù bầu không khí có nặng nề hay đoạn đường có dài đến đâu thì đi hoài cũng đến trước cửa phòng. Dì Minh tiến lên một bước mở cửa phòng, đèn trong phòng cũng lập tức được bật sáng. Thế Long chợt cảm thấy cảm giác này thật vừa thân thuộc, cũng thật vừa xa xăm. Đã lâu lắm rồi Thế Long không cảm nhận được bầu không khí mà cả hai ở cùng chung một căn phòng thế này. Căn phòng này họ đã từng cảm thấy vô cùng thân mật, vô cùng ấm cúng. Vậy mà giờ đây lại trở nên lạnh lẽo và xa cách đến như thế. Anh vào tắm rửa cho thư giãn đi, chút nữa em có chuyện muốn nói với anh. Trong lúc Thế Long đang mải mê suy nghĩ, dì Minh đã lên tiếng trước. Ừ. Thế Long hoàn toàn không ngờ dì Minh sẽ lên tiếng đề nghị nói chuyện trước. Sau khi định thần lại thì thứ đầu tiên khiến Thế Long chú ý đến chính là một túi đồ đang để ở đầu giường và một vali để bên cạnh đó. Một dự cảm bất an khiến Thế Long lập tức hỏi lại. Em muốn nói gì với anh? Anh không muốn đi tắm trước rồi chúng ta nói chuyện sao? Không, anh muốn nghe ngay bây giờ. Được, chúng ta ly hôn đi. Từng chữ được Di Minh nói ra một cách rõ ràng, điềm tĩnh. Chính sự điềm tĩnh ấy chứng minh rằng nó đã rất quyết tâm. Nhưng ngược lại với sự bình thản của Di Minh, Thế Long cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Không, anh không muốn ly hôn. Không, em muốn ly hôn. Giọng nói Di Minh không nhanh không chậm, trầm trầm nhưng lại rất lạnh lùng. Cộng với ánh mắt trông tựa như là không thấy đáy, như là nhìn thấu tất cả. Đang trói chặt lấy Thế Long khiến anh không thể lánh đi đâu được. Em! Thế Long phản kháng vô cùng yếu ớt. Bao nhiêu năm nay, Thế Long chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và bị dồn vào tuyệt vọng thế này. Ngay khi Khánh My vừa trở về thì em đã có linh cảm rồi. Em biết anh không quên được cô ấy. Từng cái nắm tay, từng sự quan tâm, che chở đều rất ân cần chu đáo. Thế Long im lặng hồi lâu. Anh biết những gì Di Minh nói ở trên đều là sự thật. Anh không thể chối cãi, nhưng vẫn cố vớt vát. Nhưng chúng ta đã sống rất hạnh phúc mà. Di Minh nghe Thế Long nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy nhói đau. Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mạnh mẽ. Nó ngồi xuống, đặt tay lên vai của Thế Long. Cảm ơn anh đã nói như vậy. Chúng ta hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ. Em không phải là một nửa vừa vặn của cuộc đời anh. Mà có lẽ chỉ là 1/4 hay 1/8 dành cho nhau thôi. Chúng ta cũng có lúc dính dáng nhưng chẳng thể vẹn tròn viên mãn. Vì thế, phải rẽ ngang là điều tất yếu. Thế Long im lặng, cố hé môi nhưng không biết phải nói gì. Chuyện chúng ta ly hôn đâu phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu anh nhỉ. Lúc trước khi kết hôn, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Khi nào tình yêu của anh được đáp trả hoặc em tìm được người mình yêu thì chúng ta sẽ ly hôn. Bây giờ Khánh My đã hiểu và chấp nhận anh. Em rất mừng vì điều đó. Còn em, anh cũng đừng quá lo lắng. Biết đâu được, em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Anh cũng chúc em may mắn đi. Ừ, anh chúc em hạnh phúc. Thế Long ngập ngừng nói, cổ họng cảm thấy đắng chát. Anh thấp giọng nói. Anh nhận tưởng trong thời gian qua, em cũng có chút tình cảm với anh chứ. Những ngày tháng ấy, những giọt ngọt ngào ấy, làm sao nó có thể không nhớ được chứ? Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, Di Minh đều cố gắng ghi nhớ thật kỹ, khắc lại thật sâu trong lòng mình. Trong đầu nó bây giờ đã là một quyển nhật ký ký ức không bao giờ quên. Nhưng làm sao nó có thể nói ra cho anh biết được đây? Nó đã quyết định ra đi rồi mà. Có chứ, Di Minh điềm đạm nói. Em luôn có tình cảm với anh, đó chính là tình bạn bè thân thiết. Thế Long nghe nửa câu đầu chưa kịp vui mừng, đã bị Di Minh lập tức kéo về hiện tại đau đớn. Anh tự hỏi những ký ức của cả hai, sao nó lại có thể nhẹ nhàng rũ bỏ như vậy, không nói lời nào như thế. Ngay cả việc anh cũng không dám phủ định, sao Di Minh lại có thể phủ định mà chẳng do dự như vậy. Thấy sắc mặt vô cảm của Thế Long, nên Di Minh tiếp tục nói, hốc mắt khô khốc, nhưng đầu lưỡi lại cảm thấy mặn đắng vô cùng. Chẳng lẽ anh đang lo cho em sao? Lo là em đã yêu anh rồi. Anh đừng quên, em đã từng nói rằng em sẽ không kết hôn với người mình yêu đâu. Đến nước này, Thế Long đã không còn cười nổi nữa rồi. Sắc mặt anh xanh xao, giống như vừa bị ai đó tát cho một cú trời giáng vào mặt.
Đôi môi càng lúc càng mím chặt. Lúc này, dì Minh phải nói một hơi cho hết. Chỉ sợ là thấy Long mở miệng níu kéo thêm chút nữa, nó sẽ siêu lòng. Xem như chúng ta đã nói chuyện xong, mai em sẽ dọn đi. Đồ đạc em chỉ lấy đi một ít. Còn đơn ly hôn, em đã để sẵn trong tủ ở đầu giường rồi. Thế Long vẫn tuyệt đối im lặng, còn Di Minh thì lại nói tiếp. À quên, em đến như thế nào thì sẽ đi như thế ấy, không cần phải chia bất cứ tài sản nào cho em đâu. Di Minh khẽ mỉm cười vô hồn. Em đi tắm đây, có gì anh cứ đọc kỹ đơn ly hôn rồi ký tên nha. Di Minh nói xong, liền quay người bước đi. Nó cố gắng bước đi thật nhanh, để Thế Long không thấy những giọt nước mắt đã lấp lánh trên mi. Vào phòng tắm, nó cố tình mở nước thật nóng để từng dòng nước ấy xối thẳng vào mặt của mình. Nước nóng lắm, nhưng tại sao nó lại vẫn cảm thấy cái nóng khác do nước mắt trào ra vậy? Nước mắt ấy còn nóng hơn cả nước nó đang tắm nữa, nóng rát đến cả nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của nó. Sau khi tắm xong bước ra, Di Minh đã không thấy Thế Long ở trong phòng nữa. Thay vào đó, chỉ là lá đơn ly hôn đã bị xé vụn. Từng mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Nước mắt Di Minh vừa mới kìm lại, nay đã tiếp tục trào ra. Nó cố gắng gạt đi nước mắt, lấy trong túi xách ra một lá đơn khác đã chuẩn bị từ trước. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì Thế Long thấy mình đang nằm ở trên sofa ở phòng đọc sách. Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được đó chính là đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, tai thì ong ong muốn đứng dậy mấy lần nhưng mà vẫn không có thể đứng dậy nổi. Phải mấy phút sau thì Thế Long mới bớt đau và phải vịn vào kệ sách mới có thể đứng dậy một cách thật khó khăn. Đứng dậy được rồi, Thế Long mới bắt đầu quan sát xung quanh. Trên mặt đất vương vãi rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Vỏ chai rượu đã uống sạch, cũng đang nằm ngổn ngang. Trước cảnh tượng này, Thế Long đưa tay lên vỗ vỗ đầu mới có thể mường tượng lại được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện của họ tối qua, nói xong, Di Minh đi một mạch vào phòng tắm. Thế Long thì điên tiết, lao đến xé nát cái tờ đơn ly hôn, rồi bỏ qua phòng đọc sách để uống rượu. Bây giờ bình tĩnh lại, Thế Long vô cùng hốt hoảng mà chạy vào phòng của mình. Vừa chạy, Thế Long vừa thầm ước rằng tất cả chỉ là mơ, chỉ là say rượu mà mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Căn phòng lúc này không có Di Minh, bỗng trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống lạ thường. Nắng ngoài kia không còn vui vẻ nhảy nhót, những chú chim non cũng không còn ríu rít gọi đàn. Tắm ra trải giường vẫn thẳng thớm, tinh tươm như chưa từng có người nằm qua. Tủ quần áo được dọn sạch sẽ, ngoài đồ đạc của Thế Long thì tuyệt nhiên không còn bất cứ thứ gì nữa. Vào toilet, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai chiếc bàn chải đôi, nay chỉ còn một chiếc, khiến cho người ta cảm thấy bơ vơ đến lạ. Đôi dép đi trong nhà, nay chỉ còn chỏng chơ nơi góc phòng. Thế Long mệt mỏi đổ người xuống giường, mệt mỏi đến nỗi không thèm mở mắt. Hắn bàng hoàng suy nghĩ, Di Minh đã đi thật rồi, nhẹ nhàng, không một dấu vết. Nằm một hồi lâu, Thế Long thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê ngủ, hắn có thói quen giơ tay để mà ôm chặt Di Minh vào lòng. Nhưng cánh tay hắn bây giờ chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Thế Long vội vàng mở mắt, đập vào mắt hắn là chiếc giường rộng đến thênh thang. Sau đó mới sực nhớ, Di Minh đi rồi, nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của hắn. Hắn cũng sẽ không còn được ôm nó ngủ nữa. Cảm giác vô cùng hụt hẫng, như cả trời đất sụp đổ đang dần dần tràn trong trăm tí của Thế Long. Hắn hét lên một tiếng thật lớn, ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu. Trong giây phút đó, Thế Long như rơi vào địa ngục, bởi hắn chợt nhận ra mình không thể kìm nén được mà nhớ Di Minh. Trước đây Di Minh còn ở bên cạnh, hắn không cảm nhận được điều đó. Khi Di Minh đi rồi, Thế Long mới nhớ đến mọi khi hắn đánh thức Di Minh dậy, cậu nhóc liền quay qua ôm eo của hắn, mèo nheo, cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà. Nhớ đến những buổi sáng cả hai cùng đánh răng, chải tóc cho nhau, nhớ đến những bữa ăn chính tay Di Minh nấu. Nhớ đến cảm giác đứng trong thang máy ngắn ngủi, nhưng Di Minh vẫn có thể gục đầu vào ngực của hắn ngủ ngon lành. Thế Long nhớ lắm, những cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt nhất của Di Minh cũng khiến cho hắn nhớ đến quay quắt. Cái gãi đầu ngốc nghếch, cái nhíu mày hay chu mũi khi phân vân. Nhớ cái lè lưỡi tinh nghịch, nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi vui,
nhớ những giọt nước mắt long lanh luôn khiến hắn ao ước được gạt đi mỗi khi thấy nó. Nhưng trong tình huống này, Thái Long vẫn cố gắng dùng lý trí để chế ngự con tim. Hắn ra lệnh với mình rằng phải chấm dứt nỗi nhớ vớ vẩn này. Bây giờ hắn còn có Khánh My, còn có bà nội và Đầu Đinh cần phải chăm sóc. Bên cạnh đó, hắn còn phải lo lắng biết bao nhiêu việc lớn nhỏ ở AZ. Huống hồ gì mình đã nói rõ ràng rồi. Cậu nhóc chỉ xem tình cảm của bọn họ là tình bạn. Không hiểu vì sao vừa nghĩ đến đó, Thái Long lại cảm giác tức giận vô cớ. Hai hàm răng vô tình nghiến chặt vào nhau. Rốt cuộc, mày còn chờ đợi điều gì hả? Thái Long tự hỏi mình. Dì mình không sai, dì mình hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cậu nhóc đã tuyên bố. Trong thời gian làm vợ của hắn, dì mình đã hoàn toàn xuất sắc vai diễn của mình. Xuất sắc đến nỗi, Thái Long đã xích chút nữa ngộ nhận dì mình yêu mình. Đến giờ phút cuối cùng, khi Thái Long đang do dự, thì dì mình đã thay anh đưa ra quyết định. Nó không làm khó anh, nó chấp nhận rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay ghen tuông cũng không có. Một kết cục hoàn mỹ đến như thế, đáng lẽ Thái Long phải vui mới đúng. Nhưng hắn lại còn bực dọc, đau khổ chuyện gì không biết. Nhiều lúc Thái Long thầm ước phải chi Duy Minh trách cứ hắn, bỏ mặc mình trong những giây phút đau khổ nhất. Phải chi Duy Minh lên tiếng phân bì, so sánh với Khánh My, dù chỉ một chút đã khiến hắn bớt hổ thẹn hơn. Còn đằng này, Duy Minh đã quyết định rút lui như một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời của Thái Long. Lúc đến và lúc đi, hầu như không để lại một chút dấu vết gì. Chính điều đó như một liều thuốc kích thích khiến nỗi nhớ của Di Minh càng thêm cồn cào dữ dội hơn. Ngay lúc đó, trong lòng Thái Long có một tiếng nói khe khẽ từ đáy tim vang lên. Một sự thật mà Thái Long không dám thừa nhận. Đó chính là anh đã. Dừng lại, đừng nghĩ nữa. Thái Long vừa suy nghĩ đến đó, đã không dám nghĩ tiếp. Anh quát lớn rồi đứng bật dậy. Trong lúc sơ ý, làm rơi tờ giấy mà Di Minh đã đặt ở dưới gối từ trước. Thái Long tò mò nhặt lên xem, tờ giấy trắng tinh tươm đã nhòe nước mắt, những dòng chữ run run càng khiến cho Thái Long thêm xúc động. Thái Long, em muốn được gọi anh bằng hai tiếng thân mật này đến hết quãng đời còn lại, nhưng sự thật đã không cho phép em làm được điều đó. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, chẳng có gì tệ hại hơn khi gặp một đứa ngốc nghếch trong lúc đang say anh nhỉ? Lúc đó chắc anh vừa tức vừa buồn cười. Nhưng em cũng cảm ơn. Cảm ơn Quốc Bảo đã đá em, để em uống rượu rồi gặp được anh. Em cũng cảm ơn anh đã dành cho em một vị trí trong trái tim mình. Em biết trái tim anh đã nhỏ, nhưng lại phải chứa đựng rất nhiều thứ. AZ, bà nội, Khánh My, Đầu Đinh. Vậy mà anh vẫn rất tốt bụng dành cho em một chỗ, dù rất nhỏ trong trái tim ấy. Đó là điều mà bấy lâu nay em rất cảm kích anh. Nhưng em cũng trách Quốc Bảo, trách hắn chia tay em để em gặp anh. Em cũng muốn trách anh, nhưng không đủ tư cách. Muốn trách anh rằng sao lại để tốt với em như vậy, sao lại để em nuôi hy vọng và suýt chút nữa đã yêu anh, không thể dứt ra rồi. Có những ngày tháng em nhận tưởng mình rất hạnh phúc, dù nhỏ nhoi và thật bình dị, nhưng mỗi ngày bên anh với em đó là hạnh phúc. Sáng sớm thức dậy thấy anh với em đó là hạnh phúc. Được chuẩn bị thức ăn cho anh với em đó là hạnh phúc. Được cùng làm việc với anh dù em phá hỏng nhiều hơn là làm tốt với em đó là hạnh phúc. Mỗi tối được sấy tóc cho anh, được anh ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ với em đó càng là hạnh phúc. Hạnh phúc của em có đơn giản quá không anh? Nhưng dù hạnh phúc đến đâu, mỗi đêm trước khi ngủ em vẫn phải cấu mình một cái, tự nhắc mình rằng đây chỉ là vở kịch. Mà vở kịch nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, hạnh phúc đến đâu cũng chỉ là tạm bợ. Nên em mỉm cười dứt khoát ra đi. Có lẽ tự anh và em đều hiểu thời khắc này là tất yếu. Bởi dường như quan tâm dành cho nhau chỉ còn là nghĩa vụ, nắm tay như một quán tính, ôm chầm như một thói quen, nhớ nhung như một điều đã cũ. Bên em, trái tim anh không còn đập nhanh, cũng không còn rung động. Mà những điều đó bây giờ chỉ dành cho Khánh My. Nên chúng ta, hai đường thẳng chỉ có thể giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi mọi người đi về một hướng. Hai hướng ấy càng ngày càng xa nhau và không còn xuất hiện bóng dáng của nhau nữa. Dù sâu đậm hay hời hợt thì cũng đã đến lúc thời gian làm tròn bổn phận mang tên phai tàn.
như ngày hôm đó, như ngay lúc này. Chúng ta từng đứng rất gần, nhưng trong mắt anh không có sự tồn tại của em. Khoảng trời nhỏ bé của anh đã được hình ảnh của Khánh My lấp đầy. Hôm ấy, rõ ràng trời không nắng gắt, nhưng không hiểu sao cổ họng của em vẫn đắng ngắt đến độ không thể nói nên lời. Trời không nắng, nhưng vẫn khiến em hối hả buông tay, quay lưng đi để chính mình không phải chứng kiến cảnh khiến cho mình phải tổn thương hơn nữa. Chỉ biết nhìn anh thầm mường tượng, xa em anh có buồn không? Anh hẳn là không, nhưng em thì có. Nỗi buồn hôm nay còn để dành cho những ngày không có anh mà mang ra để gặm nhấm. Để khi xa anh rồi, em có thể mang những ký ức hôm nay ra để tưởng nhớ về anh một thời xa cũ. Nhưng anh ơi, dẫu nỗi nhớ có lúc cồn cào da diết vào những đêm không ngủ, nhưng buồn đến đâu đi chăng nữa, em nghĩ rằng cũng có lúc dần thưa. Vậy nên đừng lãng phí nỗi buồn cho giây phút chia tay. Ít ra trong giây phút ấy, em còn được ở gần anh và anh còn thấy dáng vẻ hao gầy của em dần khuất khỏi cuộc đời anh. Đó là lúc em dặn lòng phải dửng dưng. Đó là lúc em phải dành dụm nỗi nhớ, góp nhặt yêu thương. Ngồi đây, nhớ nhung và cắn rứt, em không biết phải viết những gì cho anh nữa. Chúc anh hạnh phúc, có lẽ là thừa khi bây giờ Khánh My đã về bên cạnh anh. Chúc anh thành đạt, cũng không cần, vì trước nay AG luôn hoạt động rất tốt. Vậy em phải chúc gì cho anh đây? Khó nghĩ quá anh ạ. Nhưng xin anh hãy cho em được một lần tự tin vào bản thân mình. Chúc anh có thể nhanh chóng quên được em. Đọc xong, Thế Long không còn kiềm chế được nữa mà đã đánh rơi tờ giấy đang cầm ở trên tay. Cảm xúc Thế Long bấy lâu nay như dòng nước ở một bể chứa. Nay bể chứa ấy đã vỡ nát, dòng nước ấy đã vỡ à chảy lênh láng, khiến Thế Long nhất thời không thể nào mà đỡ nổi. Từng dòng chữ được Di Minh nắng nót viết ra như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn không thương tình. Thế Long không ngờ rằng không phải Di Minh không ghen tuông, không để ý, mà chỉ do nó che đậy cảm xúc quá giỏi. Thế Long thầm trách móc, tại sao nó im lặng chịu đựng? Tại sao Di Minh không nói ra tất cả? Tại sao không cho hắn được một lời bào chữa mà đã vội vàng kết án tử hình? Tại sao chứ? Trong hắn bây giờ là nguyên vẹn cảm xúc của cuộc nói chuyện ngày hôm qua, đồng đầy khoảnh khắc, không thiếu một lời nói, một nét mặt nào của Di Minh trong lúc nó ly hôn. Tình cảm bao giờ cũng là giấc mơ, nhưng đằng sau giấc mơ luôn là phải tỉnh giấc. Thế Long đã mang theo nguyên vẹn những suy nghĩ, cảm xúc đau đớn, dằn vặt ấy hòa với rượu, đốt cháy cùng từng điếu thuốc, rồi hàn sâu trong giấc ngủ mê man. Để rồi sáng nay tỉnh dậy, mặc cả niềm đau, đương đầu sự thật, lục lọi ký ức ngày hôm qua để thấy nó vẫn chưa rời xa, để thấy hơi ấm vẫn còn vương vấn đâu đây, và nụ hôn vẫn còn bỗng sát nơi đầu lưỡi. Nhưng trên hết tất cả những điều đó, Thế Long cần phải đối diện với sự thật, dùng nỗi buồn để tự nhắc nhở mình về hôm qua. Sau mấy tiếng đồng hồ, vô hồn ngồi trên chiếc giường, từng có Di Minh bên cạnh, Thế Long đã tự nói với bản thân mình. Bản thân hắn còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, không thể để phí thời gian vào những chuyện tình cảm này. Nghĩ vậy nên Thế Long lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng đến AG như thường lệ, dù đã trễ hơn mấy tiếng. Trong sự dằn vặt đau đớn này, Thế Long tuyệt vọng hy vọng rằng công việc chồng chất có thể cuốn hắn vào vòng xoáy quay cuồng, để hắn không có thời gian để tơ tưởng tới Duy Minh nữa. Nhưng dù hắn có làm việc bận rộn như thế nào, nỗi nhớ ấy vẫn như một bầy côn trùng bị bỏ đói, điên cuồng gặm nhấm nỗi lòng của Thế Long. Tóm lại, cả ngày hôm đó, đối với Thế Long thật sự rất tồi tệ. Công văn hồ sơ đưa đến trước mặt tới tấp, nhưng đến cả tâm trí để mà hắn đọc cũng không có, chứ nói chi đến là phê duyệt. Với tâm trạng xấu thất thường đó của Thế Long, các nhân viên càng sợ hắn hơn mọi khi. Bởi hôm nay dù công việc có làm tốt như thế nào cũng không thể khiến cho Thế Long hài lòng được, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn đến mức vô lý. Nhưng tất cả nhân viên ai cũng chỉ biết rụt rè e sợ, không dám phản kháng. Mọi người ai cũng không biết sao không có Di Minh đi làm. Nếu có cậu nhóc thì chỉ 5 phút là nó có thể so dịu được cơn giận của tổng giám đốc rồi. Sự khó chịu này đến chính bản thân Thế Long còn tự nhận thấy được. Trước đây, hắn là người nghiêm túc, nhưng không phải kiểu ông chủ khó tính hay sát hạch, bởi lòng tìm vết trong công việc của người khác.
Còn bây giờ, nhìn thấy cái gì hắn cũng thấy chướng mắt. Lúc này, Thế Long cảm thấy mình thật là một ông chủ tồi, bởi hắn đã để cảm xúc chi phối đến công việc. Đó chính là điều tối kỵ mà trước đây Thế Long chưa từng mắc phải. Nhưng bây giờ, dù biết đây không phải là việc đáng làm, nhưng hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Trong lúc này đây, hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Di Minh cùng những giọt nước mắt, ánh mắt u buồn, giọng nói lạnh lùng của nó cứ lần lượt hiện về, như là từng thước phim tua đi tua lại, ám ảnh lấy đầu óc của Thế Long. Buổi tối khi về nhà, bầu không khí cũng không có khá hơn là mấy. Suốt mấy ngày sau, bầu không khí vẫn không hề thay đổi, ảm đạm vô cùng. Đầu Đinh thì biến mất cùng với Di Minh, bà nội thì kể từ lúc Di Minh đi cũng đã bỏ không uống thuốc nữa, cũng không chịu đi tập. Ăn những món ăn của Khánh My thì đều chê mặn hay là nhiều dầu mỡ. Cứ ăn vài đũa là bỏ về phòng. Tinh thần của bà rất sa sút. Duy chỉ có Khánh My ngây thơ không hiểu nguyên do. Thấy mọi người đều rất lạ như thế, nên tối đến lại tủi thân rồi khóc, hai mắt sưng đỏ. Kỳ thật thì Thế Long đã không còn sức để an ủi cô nữa, vì tâm trạng của anh bây giờ cũng không lấy gì làm tốt đẹp. Hôm nay tâm trạng của Thế Long đặc biệt tồi tệ, thậm chí hắn còn không muốn ăn cơm ở nhà, nên vừa về để tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cháu đi ra ngoài! Nói xong câu đó, Thế Long bước ra khỏi phòng ăn, rời khỏi bầu không khí u ám của căn nhà. Sau khi ra khỏi nhà, Thế Long cũng không biết đi đâu ngoài việc lái xe vòng vòng không mục đích. Lái một hồi, Thế Long bỗng phát hiện mình đang đứng ở dưới chung cư cũ mà Di Minh từng ở. Bước xuống xe, Thế Long không hiểu sao mình lại chạy đến đây. Lúc này, hắn cảm thấy rất phân vân. Nửa muốn lên xem, nửa tự trọng lại không cho phép. Sau một hồi tự thuyết phục bản thân rằng, chẳng phải Di Minh nói vẫn là bạn hay sao? Bạn bè đến thăm nhau cũng là chuyện bình thường mà. Sẵn tiện, xem nó còn ở đây không cũng tốt. Vì nếu không còn, thì sau này cũng không cần đến nữa. Nghĩ thế, nên Thế Long rất yên tâm bước lên 5 tầng lầu. Nhưng khi bước đến đầu cầu thang thì cuối cùng hắn lại không có bước nữa. Không phải không muốn mà là không dám. Sợ bước đến, Di Minh đã bỏ đi hoặc giả là có nó ở trong đó. Nhưng xem hắn như người dưng thì sẽ đau lòng lắm. Cố lên, đã đến đây rồi, không lẽ lại quay xuống. Trước đây có bao giờ mày do dự như vậy đâu An Thế Long. Sau khi đã tự động viên mình như thế thì Thế Long đã dũng cảm tiến lên gõ cửa. Mấy giây sau, chưa thấy ai trả lời, Thế Long lại hít một hơi thật sâu, gõ cửa lại lần nữa. Vẫn không có câu trả lời. Không biết Di Minh còn ở đây hay đã chuyển đi. Nếu còn ở đây thì chắc nó không có ở nhà rồi. Thế Long đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến trước đây, hình như Di Minh vẫn thường giấu chìa khóa dưới tấm thảm trước nhà. Hay có lần hắn thấy nó giấu kế bên cửa sổ. Thế Long lấy hết dũng khí tìm chìa khóa phòng, rất may là chìa khóa vẫn ở chỗ cũ. Đến khi cầm được chìa khóa trên tay, Thế Long lại một phen đắn đo. Bây giờ không còn là vợ chồng nữa, hắn lấy tư cách gì để mở cửa nhà người ta? Nhưng đầu đang suy nghĩ, thì tay cầm chìa khóa của hắn đã nhanh hơn một bước mà mở cửa ra rồi. Từ ngoài nhìn vào, căn phòng vẫn không có gì thay đổi nhiều. Có lẽ Duy Minh vẫn không dọn đi, nên căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu so với phòng của mình, thì ở đây thấy rõ được sự hiện diện của Duy Minh hơn. Từ phong cách bài trí, sắp xếp cho đến các đồ dùng cá nhân, đặc biệt chỉ cần đứng từ bên ngoài thì hắn đã có thể cảm nhận được hơi ấm của Di Minh. Điều mà mấy bữa nay hắn luôn vẫn rất nhớ. Bàn tay của Thế Long chậm chậm giơ lên như muốn chạm vào một thứ gì đó. Chân phải hắn đã nhích lên một bước nhưng lại bất ngờ phục chạy ra khỏi nơi này. Chạy thật nhanh xuống 5 tầng lầu khiến Thế Long ngồi trên xe thở hổn hển. Trong giây phút ban nãy, hắn đã đấu tranh nội tâm dữ dội. Chỉ cần bước vào trong một bước, hắn có thể cảm nhận được như lúc xưa. Như vậy thì có được gì chứ? Đó chỉ là ước mơ nhỏ bé từ một phía thôi. Rồi đến lúc Di Minh trở về thì mọi thứ vẫn trở về như cũ. Còn hắn thì sợ bước vào rồi, lúc tỉnh lại sẽ rất đau, nên chỉ biết quay đầu bỏ chạy, chạy khỏi nơi mà có sự hiện diện của nó. Lái xe ra khỏi chung cư ấy, Thế Long lại không biết về đâu. Trong đầu hắn nghĩ mình có nên đặt cược một lần nữa hay không, thử đến một nơi có thể Di Minh đang ở đó. Lúc này, lý trí đã ra sức ngăn cản. Không phải là cậu vừa rồi không muốn gặp Di Minh nữa sao?
không phải cậu vừa chạy trốn à? Nhưng trái tim lại lên tiếng bênh vực. Không sao đâu, chỉ gặp một lần cuối thôi mà. Trong lúc trái tim và lý trí còn đang tranh cãi, thì xe của Thái Long đã dừng lại trước cửa hàng quần áo nhà nhỏ Nhi mà trước đây anh đã từng tới. Lúc này, trái tim mới ngạo nghễ nói, thấy chưa, lý trí làm sao có thể thắng được tớ. Thái Long bước xuống xe, đứng lặng một hồi lâu trước cửa hàng. Mọi thứ vẫn như trước đây, trên cửa ra vào vẫn treo một chiếc chuông gió xinh xinh. Khi hắn đẩy cửa bước vào, thì nó phát ra âm thanh rất du dương trầm bổng. Hôm nay cửa hàng không có đông khách lắm, Di Minh và Nhỏ Nhi đang đứng tán chuyện. Sao nay vắng khách thế ta? Nhỏ Nhi than ngán thở dài. Tao không thấy ai như mày đó Nhi, đông khách thì than bán không kịp, mà vắng khách thì cũng có ý kiến nữa. Khách phải như thế nào thì mới vừa lòng ý cô nương đây hả? Nhỏ Nhi nghe Di Minh nói, liền bật cười khanh khách. Nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nó đã đớ người ra như bị trúng gió. Di Minh thấy biểu hiện khác thường của bạn mình nên liền lên tiếng. Sao vậy? Cậu thấy ma à? À không phải, cửa hàng có khách. Vị khách này mình nhường cho cậu tiếp đó. Mình phải vào trong đây. Trước thái độ vừa cười vừa toát mồ hôi hộp này của Nhỏ Nhi thật sự khiến cho Di Minh có một cái dự cảm bất an. Sau khi Nhỏ Nhi đã nhanh chóng như là sốc mà bay vào trong thì Di Minh mới từ từ quay đầu lại. Lập tức nó chỉ biết ngồi im bất động trong mấy phút. Giây phút đó tim Thái Long như ngừng đập mấy giây, rồi sau đó lại đập dữ dội hơn. Di Minh cũng rơi vào trạng thái chết đứng một lúc rồi mới bình tĩnh được. Cậu vui vẻ chào. Chào anh. Ánh mắt của Di Minh sáng lên trong tích tắc rồi lập tức trở lại bình thường. Chào anh. Giọng nói trong trẻo thân quen của Di Minh vang lên, khiến cho Thái Long thất thần mất vài giây. Sau đó, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và quan sát Di Minh. Thái Long quan sát rất kỹ, dường như không muốn bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào của Di Minh, dù là nhỏ nhất. Có thể mọi người cho rằng Thái Long hơi tự phụ, nhưng hắn thật sự đã nghĩ rằng thời gian qua, Di Minh sẽ cảm thấy mệt mỏi vì đau buồn như hắn, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt của Di Minh có phần khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn sắc mặt tươi rói, thái độ vui vẻ và cả ánh mắt trong trẻo, chứ không hề u uất như buổi tối hôm đó, khiến cho Thái Long cảm thấy bực dọc vô cớ. Nhớ lại buổi tối mà Di Minh đề nghị ly hôn, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà bây giờ trong cậu phấn khởi thế kia, quá ra việc ly hôn đối với cậu như một sự giải thoát đầy thanh thản ư? Ly hôn được với mình khiến cậu ấy vui vẻ đến như vậy sao? Thái Long thầm đặt giả thiết lại càng khiến cho tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hắn thầm nghĩ, nếu như là ngày trước thì Di Minh không cần nói chào anh, mà đã lập tức chạy nhào đến ôm chầm lấy hắn, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe, hoặc là mèo nheo, làm nũng chuyện gì đó. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ đơn giản là chào hỏi hắn với một cách rất là xã giao mà thôi. Hai từ ngày trước đột nhiên khiến Thái Long thấy nhói. Bên trong thì đau nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng. Không dám để cho Di Minh thấy sự yếu đuối của hắn. Nếu Di Minh đã có thể mạnh mẽ chấp nhận thì một người xưa nay quyết đoán như Thái Long mà lại tỏ ra yếu đuối thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Thái Long đang suy nghĩ thì Di Minh sau một hồi ngại ngùng cũng đã quyết định lên tiếng trước. Anh cần gì? Thái Long không ngờ rằng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối mà bây giờ cũng có lúc nói chuyện với nhau xa lạ đến như vậy. Di Minh thấy Thái Long không trả lời, cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng lập tức nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này. Em hỏi vậy thôi chứ cũng đoán chắc anh đến mua quần áo cho Khánh My đúng không? Nghe Di Minh hỏi như vậy, Thái Long cũng cảm thấy bất ngờ. Mình đến đây làm gì? Để chứng kiến cậu ấy vui vẻ như vậy ư? Nhưng dù sao Thái Long cũng không tìm được lý do nào để biện minh, nên chỉ biết ậm ừ. Còn Di Minh thấy Thái Long như vậy, liền nói tiếp. Cửa hàng mới có vài mẫu mới, em thấy cũng rất hợp với lại Khánh My đó. Anh đợi một chút, em sẽ lấy cho anh xem. Không đợi Thái Long trả lời, thì Di Minh đã đi vội vào trong. Chưa đầy 3 phút sau, nó đã kệ nệ ôm ra một chồng quần áo mới. Dáng người nhỏ bé của nó dường như chực chờ bị đóng quần áo kia đè bẹp. Thấy vậy, Thái Long như phản xạ có điều kiện, lập tức bước đến đỡ hộ. Sau khi Thái Long đã đặt đống quần áo đó xuống thì Di Minh cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn. Thái Long vừa định mở miệng nói cái gì đó
thì ở đằng kia có hai vị khách gọi Di Minh lại. Vì thế, Di Minh vội vàng nói: "Anh đợi một chút nha, em sẽ quay lại ngay." Thái Long chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé của Di Minh quay qua quay lại như cái con thoi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ ấy như một thiên thần. Những bước chân không hề mệt mỏi mà nhẹ nhàng như đang lướt trong không trung. Cộng thêm ánh đèn mờ ảo càng khiến cho Di Minh giống một thiên thần nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng Thái Long bất giác thở dài khi chợt nhớ rằng thiên thần ấy đã vụt khỏi tầm tay của mình mất rồi. Khi Thái Long đang tiếc về quãng thời gian đã qua, đang tự dằn vặt về lỗi lầm của mình, thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây thế?" Di Minh vừa nói vừa bước lại gần hắn. Thái Long quay đầu lại, nó đang tươi cười nhìn hắn. Giọng điệu giống như đang nói chuyện phiếm với những người khách khác. Nhìn thì có vẻ thân thiết, nhưng thật ra lại đang lạnh nhạt. Nhưng Thái Long buồn bã nhận ra mình còn là gì đâu mà khác với những người khác chứ. "Chỉ mua quần áo thôi," Thái Long nghiêm mặt nói. "Ồ, đúng rồi, dạo này bà nội khỏe không? Còn Khánh My nữa?" Di Minh ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại nét tinh nghịch vốn có. "Khi nào hai người kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho em đó." Đau lắm, phải giả vờ nói ra những lời đó khiến cho Di Minh rất đau, nhưng nét mặt vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên len keng rất vui nhộn. Lập tức, chưa thấy người mà đã nghe tiếng quen thuộc của Đầu Đinh. "Di Minh, cơm về rồi nè." Đầu Đinh vui vẻ nói. Di Minh vừa xây người lại thì Đầu Đinh cũng đã chú ý tới sự có mặt của Thái Long, liền nói tiếp. "Ồ, anh hai cũng ở đây hả? Anh đến đây làm gì vậy?" Thái Long khẽ nhướng mày nhìn đống quần áo thay cho cậu trả lời, rồi hỏi ngược lại. "Còn em, mấy ngày nay bỏ đi đâu thế?" "Em có đi đâu đâu, em ban ngày thì ở đây, tối đến nhà cậu ấy ăn vạ." Đầu Đinh vừa nói vừa nhún vai ra vẻ vô tội, nét mặt vô cùng tự nhiên. Thái Long sắc mặt không thay đổi, nhưng tâm tư đã bắt đầu dậy sóng, thậm chí trong lòng còn có chút ghen tị với Thế Quy. Mấy ngày nay anh cô đơn một mình, nhớ nhung bóng hình và giọng nói của Di Minh, còn Thế Quy thì lại được ở bên cạnh cậu ấy cả ngày từ sáng đến tối. Thật sự khiến cho một người cô đơn như Thế Long bây giờ rất ghen tị, rất muốn được như Thế Quy, dù chỉ một ngày thôi. Trong lúc Thế Long đang mải mê suy nghĩ, thì Đầu Đinh đã bày ra ba hộp cơm. Tuy hương thơm không hẳn là hấp dẫn như là ở nhà hàng, nhưng vẫn khiến cho Thái Long chú ý. "Di Minh, Nhi ơi, cô ơi ra ăn cơm." Đầu Đinh vừa bày biện qua loa xong, đã lớn tiếng kêu mọi người ra ăn. Di Minh liền say qua nói với Thái Long. "Anh đừng ngại, cứ chọn tự nhiên đi. Ở đây ai cũng ăn trễ hết á, không có sao đâu." Di Minh vừa nói, vừa khuyến mãi thêm một nụ cười mà Thái Long nhớ suốt mấy ngày nay. Ánh mắt cong cong mỗi khi cười vẫn luôn ám ảnh hắn. Vậy mà giờ đây tất cả đang ở trước mặt mà Thái Long không dám làm gì. Đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng không dám để lộ ra ngoài. "Chết rồi, lúc nãy không biết anh hai ở đây, cho nên em chỉ mua có 4 phần thôi hả? Anh qua ăn chung với em nè." Đầu Đinh hồn nhiên nói. Thái Long biết đó chỉ là ý tốt của em mình, nhưng lại tự bảo mình phải ra về. Không nên ở đây phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Mặc dù hắn muốn làm rất nhiều thứ, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn Di Minh, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn làm điều đó. Lấy hết dũng khí, Thái Long mới có thể đứng đây đến giờ này. Bây giờ dũng khí đã cạn kiệt, hắn sợ nếu đứng thêm một chút nữa, lý trí không thể khống chế nổi trái tim, thì Thái Long sẽ làm ra những chuyện điên rồ đến cỡ nào mà ngay cả chính hắn cũng không dám đoán trước được. Bởi vậy, Thái Long quyết định ra về là tốt nhất. Trước khi đi, hắn chọn bừa một bộ quần áo rồi đứng dậy, đặt đại tờ tiền mệnh giá lớn nhất trên bàn rồi nói: "Tôi xin phép đi trước." Nói xong, không đợi phản ứng của mọi người, thì Thái Long đã quay lưng kêu hạnh ra khỏi cửa. "Thái Long!" Di Minh vội vã cầm tiền Thái Long để trên bàn, hét lớn rồi đuổi theo. Thái Long tuy là đang đi, nhưng sải bước lại rất lớn. Đôi chân cũng chuyển động rất nhanh, khiến cho Di Minh đuổi mãi cũng không kịp. "Chờ chút đã!" Rất may, đến lúc hắn dừng lại, chuẩn bị mở cửa xe bước vào, thì Di Minh mới chạy tới. "Anh sao thế?" Di Minh vừa thở hổn hển vừa nói. Lúc này trong mắt của Di Minh đã thấp thoáng nét buồn bã, chứ không còn toát lên vẻ tinh nghịch tự tin mà xa lạ như lúc nãy. Thái Long định mở cửa xe rồi lao nhanh ra khỏi chỗ này, nhưng nhìn ánh mắt đó khiến cho anh lay động, không đành lòng bước đi.
Tuy đã bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến cho Thái Long ra sức đóng băng tình cảm của mình. Không có gì, anh chỉ muốn tìm em, xem là ở chỗ nào. Lúc nãy anh có đi ngang qua chung cư cũ của em, nhưng không có thấy em ở nhà, nên anh đến đây. Vừa mua ít đồ, cũng vừa muốn tiện thể hỏi xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm đó của anh có vẻ quá dư thừa rồi, vì em sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước rất nhiều. Giọng nói của Thái Long vừa chua chát, vừa như tự giễu cợt chính mình. Điều đó ngay cả hắn cũng có thể nhận ra. Dì Minh im lặng không biết nói gì. Thấy dì Minh như vậy nên Thái Long bèn nói tiếp. Vậy em đuổi theo anh làm gì? À, em... Dì Minh cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo. Có lẽ là do quán tính chạy theo, lập tức mỗi khi thấy Thái Long quay lưng bước đi. Nhưng lý do như thế này làm sao có thể nói ra được, nên vội vàng lấy tiền ra làm cái cớ. Lúc nãy anh để tiền lại nhiều quá, em mang để mà trả anh bớt. Ngọn lửa hy vọng trong lòng của Thái Long vừa mới nhen nhóm đã bị câu trả lời ấy của Di Minh phụ phàng dập tắt. Nhưng Thái Long không hiểu mình đang hy vọng điều gì, còn điều gì để hy vọng cho mối quan hệ của cả hai. Không lẽ hắn ta đang đợi Di Minh nó rất nhớ mình, còn yêu mình, rồi cùng nhau hàn gắn lại mối quan hệ vừa mới cắt đứt hay sao? Chuyện này ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng biết là sẽ không xảy ra. Lý trí của Thái Long cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao, con tim ngu sững của hắn vẫn nuôi hy vọng để tự dạy vò mình như thế. Dù trái tim có khắc khoải như thế nào, nhưng ngoài mặt Thái Long vẫn tỏ ra lạnh lùng. Em biết rằng, với anh chuyện tiền bạc đó không quan trọng mà đúng không? Có lẽ anh rất dư thời gian nên mới tới đây. Thấy em vui như vậy là tốt rồi, sau này anh sẽ không đến đây làm phiền em nữa. Nói xong, Thái Long gỡ bàn tay gầy của Di Minh đang giữ chặt cánh tay của mình ra, sau đó quay người rời đi. Dì Minh đứng ngay người ra, bàn tay mất điểm tựa nhưng vẫn khựng lại giữa không trung. Đến nước này, bức tường thành xa cách mà nó tự tạo ra đã chực chờ sụp đổ. Dì Minh không thể kiềm chế được nữa nên chạy lên phía trước và ôm chặt lấy Thái Long từ phía sau. Đúng lúc đó, trời đổ mưa, một cơn mưa trái mùa không hiểu từ đâu lại xuất hiện. Người dân hai bên đường thì hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Ai có áo mưa thì cũng đi nhanh nhanh để cho về đến nhà. Duy chỉ có kẻ ngốc nghếch ấy vẫn đứng im bất động dưới cơn mưa, một tay Thái Long đặt trên cửa xe nhưng không có ý định mở cánh cửa ấy ra. Mặc cho mưa to đến đâu, gió lớn ra sao, mưa táp vào mặt đau như thế nào, nhưng bọn họ vẫn đứng im như thế. Vòng tay của Di Minh tuy rất nhỏ bé, gầy gò đến đâu, nhưng tự trái tim của Thái Long vẫn cảm thấy cái ôm đó thật là chặt. Cả cơ thể nó như đã đổ dồn lên hết tấm lưng của hắn. Nước mưa thật lạnh, nhưng điều đó càng khiến cho hắn nhận rõ ràng hơn về thứ nước khác ấm nóng hơn, nước mắt. Không hiểu sao trong đầu Di Minh bây giờ chỉ vang lên một câu hát, khóc cho lần cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Và nước mắt cứ như thế đã tuôn trào. Vì sao? Vì sao cậu lại khóc? Vì sao trong giây phút hắn chuẩn bị bước lên xe, chuẩn bị rời đi thật nhanh, thì cậu lại khiến tâm tư hắn sao động? Di Minh! Thái Long khẽ lên tiếng, trong khi trái tim đang đập liên hồi. Dù sấm chớp có vang đên ì đùng, thì Di Minh vẫn nghe rõ giọng nói khàn đặc và có vẻ nghẹn nghẹn của Thái Long lúc này. Nó tự hỏi giọng nói lạc đi ấy là bởi vì anh đang nghẹn ngào hay là bởi vì trời mưa quá lạnh. Trời mưa càng lạnh, chỉ càng khiến hai người cảm nhận ấm áp của nhau rõ ràng hơn mà thôi. Nhưng giọng nói của Thái Long như kéo nó về thực tại. Hơi ấm dù có thân thuộc đến đâu thì cũng chỉ còn hai chữ đã từng. Ký ức có vô thức đến đâu cũng đã chìm sâu trong dị dạng. Không chỉ vì một phút ích kỷ mà kéo dài nỗi đau này thêm. Duy Minh nghĩ vậy nên lập tức bỏ tay ra. Hơi ấm biến mất, vòng tay đã buông lơi khiến Thái Long có chút hoảng loạn. Hắn bó rối quay đầu lại. Duy Minh thấy vậy liền dùng tay gạt đi những giọt nước ở trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt, sau đó nở nụ cười gượng gạo với Thái Long. Em hiểu, như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn. Nếu không còn gặp lại nhau nữa, tình bạn của chúng ta sẽ không còn. Em rất buồn vì điều đó. Là như thế sao? Một cái ôm và nước mắt vừa rồi để tiễn một người bạn như hắn thôi sao? Thái Long không có cơ hội tìm ra câu trả lời, bởi Duy Minh vừa nói xong đã vội vã quay lưng bước đi.